Chào mọi người, tiến trình xây dựng cái phòng để mà mình chăm sóc con chồn đó các bạn, nó cũng được khoảng là 70% rồi các bạn đó. Thì mình quay cái phòng ở đây, có hai phòng đó. Được 70% rồi các bạn đó. Nên là mình xây cái phòng này để vô đây chăm sóc con chồn luôn đó. Các bạn xem phòng này thì 4 với 3 3 7 các bạn, 4 mét và 3 3 mét 7, có nhà vệ sinh luôn. Để đây là đã là lót dán tường, gạch dán tường rồi đó. Thì mình cũng quay cho các bạn thấy, đây là một số cây mai chơi nè các bạn đó. Mai bây giờ để trong chậu có gốc rất là to các bạn, gốc này hoành 85. Có thể nói là cái gốc này là cái gốc mà kỳ lạ nhất á. Mình thấy là nó có hai cái râu nè, hai râu giống con rùa. Nếu mà ai mà thích chơi á là tạo cái dáng con rùa, ngồi có người ngồi ở trên cái dáng này, ngồi trên đây uốn éo ngồi trên cái cây này. Công trình có như vậy nè các bạn, chỉ có hai phòng thôi đó. Để tiện chăm sóc cho còn mình dời nhà vô đây, nhà ở ngoài kia cho mướn luôn, nhà ngoài ngay chợ đó. Thì mình ở xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha các bạn, để các bạn biết địa chỉ đó. Nghề nghiệp chính là đi dạy, đi làm giáo viên. Giáo viên cấp 2 thôi các bạn. Đó. Đây là cái quang cảnh cái chuồng chồn năm ngoái mình làm. Năm ngoái làm 120 triệu. Và năm nay chắc hơn rồi các bạn, năm nay có thể lên tới 180. Tại vì sắt á. Sắt lên rồi với lại cái công thợ nó cũng lên các bạn. Đó. Công thợ nó lên rồi sắt lên rất nhiều, mà chuồng của mình đó các bạn thấy là toàn sắt phi không à, cho nên là mắc ở chỗ cái sắt này nè đó. Cái cây sắt này năm trước đó, mình mua đó, là chỉ có là 36.000 một cây sắt phi 8, nhưng mà bây giờ nó lên tới 52.000 nha các bạn, 52.000 một cái cây sắt phi 8 đó. Mình nghĩ là mình nên đầu tư cái sắt này, tại vì nuôi con chồn này nuôi lâu dài thì mình làm cái sắt này luôn. Còn có những người làm cái mẫu chuồng mà bằng cái kẽm này nè các bạn, cái lưới kẽm này nè đó, nó sẽ xảy ra cái trường hợp như mình quay các clip trước đó, là nó sẽ rỉ sét và lủng lỗ hết cái nền, cái đáy của nó đó, nó đi vệ sinh, nó đi tiểu, nước nó rất là ăn sắt nha, nó ăn sắt, nó lủng hết đó. Các bạn nên lưu ý cái việc đó cho mình đó. Đây chuồng trại của mình vậy đó, mà có được có 48-50 lòng à. Ở bên hông này mình có cái đường đi nè các bạn đó, để đi là đi tham quan cái chuồng mình cho ăn, đứng đây cho ăn đó. Đó. Mình có cái đường này khoảng 4 tấc, mình như 4 tấc à. Chứ không có không nhiều. Thì mỗi cái lồng vậy mình cũng có chồn đầy đủ hết rồi các bạn đó.
Vàng này là vàng đực nha các bạn, vàng đực, vàng đực mình cho nó nằm ở phía bên đây hết. Tại vì con đực á, nếu mà muốn có giá là mình phải nuôi lâu dài các bạn. Mấy con này nuôi 2 năm trời rồi, gần 2 năm 20 tháng rồi đó, hầu như biết nhảy hết rồi đó, nhưng mà mình chưa tập cho nó nhảy. Có con chột này mình cũng phải tập cho nó nhảy các bạn, chứ là mình nên phối cho cái con đực tơ phối với lại con cái già nó dễ hơn. Con đực tơ mà nó quần với lại con cái tơ nữa thì khó hơn các bạn đó. Nó không có đạt cái hiệu quả. Tức là ý mình muốn nói là khi mà con chồm tơ mà nó rụng trứng thì khi đó con đực tơ nó chưa có nhảy được đó. Nó chưa có nhảy được thì nó xảy ra trường hợp là nó không có đậu được nhiều con đó. Còn cái con đực mà già rồi, nó biết cách rồi đó, thì khi mà phối được là mình cho nó phối luôn đó. Khi mà nó rụng trứng tới đâu thì mình nó đậu tới đó, chứ bây giờ mình cũng không có biết được khi nào nó rụng trứng nữa đó. Cho nên là mình thấy là nó cứ phối được là mình cho nó phối. Thậm chí mình muốn đạt hiệu quả cao đối với cái việc phối giống này, thường á mình có cái kinh nghiệm đó là cho hai con phối. Tức là con thứ nhất phối trước rồi, sau đó khoảng là 15-20 phút hoặc nửa tiếng thì cho con thứ hai qua phối luôn các bạn đó. Mà cho con thứ hai qua phối thêm lần nữa là tới, ví dụ như sáng hôm nay mình cho nó phối thì tới chiều luôn mình cho nó phối lại y chang vậy luôn, một cặp vậy luôn đó. Thì mình thấy khả năng đậu rất là cao. Mà nó mắc cười đó các bạn, mình cho hai con, một con trắng một con đen, một trong con bạc bạc á, trắng bạc bạc, còn con đen nhiều phối với lại một con cái. Như vậy mà nó xảy ra trường hợp là có hai con trắng và ba con đen đó. Như vậy tinh nó rất là đạt các bạn, tinh của hai con đực á nó đạt đó. Đạt cho nên nó ra hai cái màu lông đó. Và mình mới coi lại, ủa sao một bầy mà lại hai cái màu lông, thì mình mới nhớ lại mình cho hai con phối. Thì mình coi lại con cha thì giống hai con cha đó. Hai con trắng và hai con đen vậy đó. Thì đó là một số cái để kinh nghiệm chăn nuôi để mình chia sẻ với lại các bạn. Mà cái kinh nghiệm mà cho hai con phối thì mình thấy là nó tốt và đạt hiệu quả. Ví dụ đẻ 5 con á, các bạn coi lại những cái clip trước của mình là nó đẻ 5 con mà có hai con trắng rồi ba con đen. Vậy là mình biết là cái khả năng đó là thụ thai của nó, là nó thụ thai được hai con luôn các bạn. Đó.